Chào mừng các em đến với môn giáo dục công dân 8. Các em hãy quan sát các bức hình sau đây và cho biết em đồng ý vào hành động của những nhân vật trong bức hình nào. Chúng ta đồng ý vào hành động của những nhân vật trong bức hình số 1. Bởi vì các nhân vật trong bức hình số 1 đã thực hiện tốt cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là khẩu trang khoảng cách khi đến những nơi đông người nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân trước cái căn bệnh COVID-19. Chúng ta không đồng ý với hành động của những nhân vật trong bức hình số 2. Bởi vì các nhân vật trong bức hình số 2 khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đã không đội mũ bảo hiểm. Như vậy là vi phạm luật giao thông. Đồng thời nếu không may có cái tai nạn xảy ra thì nó sẽ gây ra hậu quả rất lớn đối với bản thân người đó. Như vậy những nhân vật trong bức hình số 1 là những người đã tôn trọng lẽ phải. Vậy thì để hiểu rõ hơn về tôn trọng lẽ phải, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 1. Tôn trọng lẽ phải. Một lớn đặt vấn đề. Và sau đây cô xin đọc mục đặt vấn đề. Một nhỏ. Khi làm quan tuần phủ Hưng Hóa, Nguyễn Quang Bích đặc biệt lưu ý diệt trừ nạn tham ô. Có tên tri huyện Thanh Ba tham nhũng, ăn hối lộ của nhà giàu, rồi xử cho hắn thắng kiện trong vụ chiếm đoạt ruộng đất của người nghèo. Không những thế, tên tri huyện còn bắt giam người nông dân nọ, ghép tội gây rối trị an. Biết Nguyễn Quang Bích là viên quan liêm chính, người nông dân bị oan liền làm đơn khiếu nại. Quan tuần phủ phái người về điều tra, vụ án được đưa ra ánh sáng. Ông bắt tên nhà giàu, trả lại ruộng đất cho người nông dân, phạt y về tội ức hiếp và rút tiền hối lộ. Tri huyện Thanh Ba bị mất chức. Anh ruột tri huyện Thanh Ba là hình bộ thượng thư, biên thư ngõ cho Nguyễn Quang Bích xin tha bổng cho tri huyện. Ông kiên quyết không nghe và trả lời: tôi và ông đều là quan triều đình, phải công bằng, chính trực. Tri huyện Thanh Ba ăn hối lộ, đổi trắng thay đen, nếu vì nể ông mà tha cho hắn, hóa ra tôi và ông đồng lõa với việc làm xấu xa của hắn hay sao? Điều ấy thì không thể. 2. Nhỏ. Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào? 3. Nhỏ. Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra, em sẽ làm gì? Sau khi các em nghe cô đọc phần đặt vấn đề, các em suy nghĩ và trả lời cho cô 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1. Em có nhận xét gì về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên? Câu hỏi số 2. Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn phản đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào? Câu hỏi số 3. Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra, em sẽ làm gì? Ở câu hỏi số 1, chúng ta có thể trả lời như sau. Qua việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích, chúng ta thấy ông là người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải, không chấp nhận những cái điều sai trái. Và nó đã được chứng minh rất rõ là khi mà anh trai của tri huyện Thanh Ba là
quan hình bộ thượng thư. Thì hình bộ thượng thư là một cái chức quan rất to ở trong triều đình. Xin Nguyễn Quang Bích là tha cho em mình, thì Nguyễn Quang Bích từ chối. Điều đó chứng tỏ ông là người không chấp nhận những điều sai, luôn bảo vệ cái chân lý lẽ phải và rất là trung thực dũng cảm. Và chúng ta có thể khẳng định ở đây Nguyễn Quang Bích là người luôn tôn trọng lẽ phải, là một cái tấm gương để cho chúng ta học tập và nói theo. Ở câu hỏi số 2 thì chúng ta có thể trả lời như sau. Thì nếu như thấy ý kiến của bạn đúng thì chúng ta cần phải ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích, giải thích cho bạn khác thấy những cái điểm mà chúng ta cho là đúng và hợp lý. Ở câu hỏi số 3 thì nếu như mà mình biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra thì chúng ta sẽ đó là bày tỏ cái thái độ là không đồng tình, nhắc nhở bạn. Nếu bạn vẫn tiếp tục thì chúng ta sẽ báo với giáo viên. Và để tránh tình trạng là chúng ta quay cóp trong giờ kiểm tra thì trước những cái giờ kiểm tra đó chúng ta nên ôn tập thật kỹ, chuẩn bị bài thật kỹ để chúng ta có thể làm bài được tốt. Vậy thì qua mục đặt vấn đề, chúng ta thấy là trong cuộc sống chúng ta phải tôn trọng lẽ phải. Vậy thì tôn trọng lẽ phải là như thế nào? Biểu hiện ý nghĩa ra sao? Bạn sẽ chuyển sang cho cô phần số 2, nội dung bài học. Và đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm. Một nhỏ khái niệm A, lẽ phải. Theo em, lẽ phải là gì? Lẽ phải là những cái điều được coi là đúng đắn, nó phù hợp với đạo lý và nó phải phù hợp với lợi ích chung của xã hội. Như vậy thì lẽ phải là những cái điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. Em lưu ý khái niệm này vào trong vở. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái khái niệm thứ hai, đó là khái niệm tôn trọng lẽ phải. Vậy thì thế nào là tôn trọng lẽ phải? Thì tôn trọng lẽ phải ở đây đó là công nhận, ủng hộ, bảo vệ, tuân theo những cái điều đúng. Tiếp theo là biết điều chỉnh những cái suy nghĩ và hành động của mình theo những cái hướng tích cực. Và không chấp nhận, không làm những cái việc làm sai trái. Như vậy chúng ta thấy tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, bảo vệ, tuân theo những cái điều đúng, điều chỉnh những cái suy nghĩ và hành động của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận, không làm những cái việc làm sai. Cô có một bài tập nhỏ. Các em hãy sắp xếp các hình ảnh sau đây vào hai cột sao cho hợp lý. Cột thứ nhất là tôn trọng lẽ phải, cột thứ hai là không tôn trọng lẽ phải. Thì trên slide của cô có 7 bức hình. Các bạn sẽ sắp xếp làm sao cho hợp lý. Thời gian là 1 phút. Hình số 1 là không tôn trọng lẽ phải. Đây là hành vi xả rác bừa bãi. Hình ảnh số 2 là tôn trọng lẽ phải. Thì chúng ta đi học thì chúng ta phải đi đúng giờ. Hình ảnh thứ 3 là tôn trọng lẽ phải. Khi chúng ta gặp thầy cô, chúng ta gặp người lớn tuổi thì chúng ta phải chào hỏi. Hình ảnh số 4 là hình ảnh không tôn trọng lẽ phải. Trong hình ảnh này thì các bạn thấy có một bạn nữ của chúng ta đứng ngay cái cạnh cái biển là không hái hoa bẻ cành, tuy nhiên bạn của chúng ta vẫn hái hoa bẻ cành, như vậy là không tôn trọng lẽ phải. Hình ảnh số 5 là không tôn trọng lẽ phải. Hình ảnh số 6 là không tôn trọng lẽ phải.
Và hình ảnh số 7 là tôn trọng lẽ phải. Chúng ta phải cần có cái văn hóa xếp hàng. Chúng ta đến trước thì chúng ta đứng trước, chúng ta đến sau thì chúng ta phải xếp hàng. Em hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải mà em biết. Thì các em có thể lấy giấy nháp ra và chúng ta sẽ viết các cái ví dụ chúng ta tìm được vào giấy nháp. Thì ở đây cô có một số ví dụ về tôn trọng lẽ phải. Đó là đi học đúng giờ, chấp hành luật giao thông đường bộ, tuyên truyền cho mọi người ý thức về bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, tiết kiệm điện, nước, không nói chuyện ầm ĩ, cười đùa vô duyên ở những nơi công cộng, không dẫm lên cỏ ở trong công viên, vân vân. Còn đây là một số cái ví dụ về cái việc làm không tôn trọng lẽ phải, đó là nói chuyện trong giờ học, xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, khoe cóp trong giờ kiểm tra. Vậy thì tôn trọng lẽ phải được biểu hiện như thế nào? Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện đó là chấp hành tốt mọi cái quy định, nội quy nơi mình sinh sống, học tập và làm việc, không nói sai sự thật, không vi phạm đạo đức và pháp luật, vân vân. Thì các em có thể lưu ý cái biểu hiện này vào trong vở. Theo em thì tại sao chúng ta phải tôn trọng lẽ phải? Tôn trọng lẽ phải nó mang lại cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đối với cá nhân đó là có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Còn đối với xã hội thì tôn trọng lẽ phải nó sẽ giúp cho xã hội ổn định và phát triển. Như vậy thì ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cá nhân thì là có cái cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các cái mối quan hệ xã hội. Đối với xã hội thì giúp cho xã hội ổn định và phát triển. Các em lưu ý phần này vào trong vở cho cô. Cô có một câu hỏi thảo luận. Đó là nếu như các em thấy học sinh đánh nhau thì em sẽ làm gì và vì sao? Nếu như chúng ta thấy học sinh đánh nhau, thấy các bạn của mình đánh nhau thì chúng ta phải can ngăn các bạn lại. Nếu mà mình không can ngăn các bạn được nữa thì chúng ta phải báo với thầy cô, báo với nhân viên trong nhà trường, báo với những người lớn ở xung quanh và nhờ can thiệp giúp đỡ. Chúng ta không nên đứng nhìn và chúng ta không nên có cái thái độ thờ ơ trước cái hành động đánh nhau của các bạn. Vậy thì chúng ta rèn luyện cái phẩm chất tôn trọng lẽ phải như thế nào? Thì chúng ta rèn luyện thông qua đó là cái cử chỉ, cái thái độ, lời nói và hành động việc làm của mình. Cử chỉ, thái độ, lời nói, hành động việc làm của mình, chúng ta làm sao cho nó phù hợp với các cái lẽ phải, với những cái điều đúng đắn. Tiếp theo các em sẽ chuyển sang cho cô phần số 3 luyện tập. Bài tập số 1.
Em lựa chọn cách giải quyết nào trong các trường hợp sau đây và giải thích vì sao? Trong các cuộc tranh luận với bạn cùng lớp, em sẽ A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác. Như vậy là cái việc làm cái hành vi đó là bảo thủ cố chấp và không phải là người tôn trọng lẽ phải. B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. Đây là ba phải, không có chủ kiến và cũng không phải là người tôn trọng lẽ phải. Câu C. Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo. Câu này thể hiện là một người biết tôn trọng lẽ phải. Câu D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. Câu này là thiếu tôn trọng lẽ phải, bởi vì người này là người thiếu tự tin. Bài tập số 2. Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? Vì sao? A. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường. Cái này thì chúng ta thấy đây là bao che lỗi lầm của bạn và không dũng cảm, là một người hèn nhát. B. Xa lánh, không chơi với bạn. Đây là cái hành vi vụ lợi, không thật lòng với bạn. Và câu C. Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn giúp đỡ bạn để lần sau không mắc khuyết điểm đó nữa. Và đây là cái hành vi, cái việc làm biết tôn trọng lẽ phải. Thì trong tình bạn thì chúng ta cần phải trân trọng tình bạn, yêu thương, giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn những cái khuyết điểm mà khi mà bạn mắc sai lầm. Như bài học hôm nay, các em đã tìm hiểu xong cái phẩm chất tôn trọng lẽ phải. Các em đã biết được thế nào là tôn trọng lẽ phải, ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải và cách rèn luyện. Các em về nhà học bài và xem trước bài liêm khiết, tìm những cái câu ca dao, tục ngữ, tấm gương về liêm khiết để hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu.